Theo đó, tạm giữ phương tiện, ngoài việc để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt còn có ý nghĩa ngăn chặn vi phạm. Chẳng hạn trong việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, biện pháp tạm giữ xe nhằm không để người dân tiếp tục chạy xe có thể xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, phải có hướng dẫn cụ thể để quá trình thực hiện không gây ra tranh cãi từ phía người dân mà vẫn đảm bảo được hiệu quả của biện pháp tạm giữ xe vi phạm. Ngoài ra, quy định cũng cần phải có những hướng dẫn chi tiết hơn về điều kiện cho người vi phạm giữ ở cơ quan, tại nhà, mức tiền nộp bảo lãnh bao nhiêu, tương ứng với giá trị phương tiện và lỗi vi phạm. Thêm nữa, biện pháp giam xe nhằm tăng tính răn đe, chỉ với một tờ giấy khó đảm bảo chiếc xe sẽ không được sử dụng trong thời gian tự giữ. Vì thế, cần phải có thêm quy định về người giám sát, thậm chí biện pháp chế tài nếu người dân cố tình vi phạm.